Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người xoay cục Rubik 22 này theo cách cực kỳ đơn giản, dựa vào những công thức cơ bản nhất dành cho những người mới chơi Rubik cũng có thể xếp được. Thì trước tiên chúng ta phải biết được cục Rubik này nó gồm có 8 8 viên cấu tạo thành và có 6 mặt, thì các cặp màu đối xứng với nhau. Ở đây là trắng, đây là xanh dạ quang, đây là cam với một tiếng sen, xanh nhà trời với xanh lá. Thì tất cả cục Rubik nào thì cũng có cấu tạo như thế. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Chúng ta đánh trắng luôn đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xếp mặt trắng trước. Ở đây thì chúng ta xếp nó không theo một công thức nào cả, chúng ta xếp theo kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta cần phải luyện để xếp được mặt này. Đây tôi xếp mặt trắng trước nha. Rồi chúng ta có thể là xếp nhanh. Đây, trắng đây. Rồi tôi đã hoàn thành được mặt trắng với điều kiện là xung quanh phải đúng hết. Sau khi chúng ta đã xếp được mặt trắng xong rồi, chúng ta sẽ chuyển sang xếp cái mặt màu màu xanh da quang này, còn gọi là màu vàng ở trên đây. Thì để xếp được cái mặt màu vàng này lên trên thì chúng ta có rất là nhiều cách. Ở đây tôi dùng một công thức hết sức là đơn giản, hết sức là đơn giản. Đây chúng ta có thể nhìn ở trên màn hình R F R F phẩy R phẩy F. Bây giờ tôi sẽ dùng cho các bạn xem. Nhớ là để mặt trắng ở dưới nha. Chúng ta dùng dùng công thức này cho khi nào cái mặt vàng nó lên trên đây. Rồi R F phẩy F, chúng ta tiếp tục dùng mặt R phẩy F. Đây mặt vàng nó lên. Chúng ta không không di chuyển các Rubik mà chúng ta giữ cái mặt ở dưới. Chúng ta giữ mặt dưới, chúng ta xoay xoay ngang cạnh bên. Thì ở đây màu vàng nằm ở đây, chúng ta sẽ thực hiện 4 lần như thế. Rồi F phải rồi phải F, hay mình gọi là lên qua xuống lại, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại. Đây mặt vàng đã lên trên, chúng ta tiếp tục giữ Rubik xoay mặt này. Chúng ta dùng công thức này 2 lần nữa, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại. Đây đã được 3 nút, còn nút này tiếp tục thực hiện 4 lần, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại. Đây tất cả các mặt vàng ở lên đây, còn mặt trắng ở dưới không thay đổi. Nhưng xung quanh chưa đúng mà vẫn còn một số nút sai. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái mặt vàng lên trên ha. Cái cạnh nào đúng rồi chúng ta đưa phía sau lưng. Chúng ta dùng cái công thức ở trên màn hình. Tôi sẽ chỉnh cho các bạn dễ xem. Đây, công thức này. Nhớ ha, mặt vàng lên trên. Hai mặt nào giống nhau chúng ta để phía sau lưng. Rồi chúng ta chuẩn thức này. R phẩy F R phẩy B hai cái R F phẩy R phẩy B hai cái R hai cái. Đây chúng ta đã hoàn thành. Rất đơn giản, chỉ cần hai công thức chúng ta đã ra. Công thức đầu tiên đó là R F phẩy R phẩy F, hay mình còn gọi là lên qua xuống lại. Công thức này dùng để tạo cái mặt màu vàng, tạo cái mặt màu vàng ở trên. Nếu mặt màu vàng nó nằm ở đây, nếu cái nút này mặt màu vàng nằm đây thì chúng ta thực hiện 2 lần công thức này. Còn nếu mặt màu vàng nằm phía bên tay phải thì chúng ta thực hiện 4 lần.
Sau khi chúng ta đưa hết tất cả mặt vàng lên trên rồi thì chúng ta dùng công thức thứ hai này. Đấy. Cái công thức thứ hai này là để đảo các nút này về đúng vị trí. Chúng ta cứ thực hiện nó sẽ tự động đúng, chúng ta không cần lo gì cả. Sau khi chúng ta thực hiện xong công thức này, đúng công thức này thì cái bộ biết chúng ta sẽ hoàn thành rất đơn giản. Chỉ có những bạn nào mới biết chơi, mới tập chơi Rubik thì chúng ta đều có thể chơi được cái cục Rubik 22 này theo cách cực kỳ đơn giản, theo công thức cơ bản nhất của cách xếp Rubik. Chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người xoay cục Rubik 22 này theo cách cực kỳ đơn giản, dựa vào những công thức cơ bản nhất dành cho những người mới chơi Rubik cũng có thể xếp được. Thì trước tiên chúng ta phải biết được cục Rubik này nó gồm có 8 viên cấu tạo thành và có 6 mặt, thì các cặp màu đối xứng với nhau. Ở đây là trắng, đây là xanh dạo quang, đây là cam với một tiếng sen, xanh nhà trời với xanh lá. Thì tất cả cục Rubik nào thì cũng có cấu tạo như thế. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta đánh trắng nó đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xếp mặt trắng trước. Ở đây thì chúng ta xếp nó không theo một công thức nào cả, chúng ta xếp theo kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta cần phải luyện để xếp được mặt này. Đây tôi xếp mặt trắng trước nha. Rồi chúng ta có thể là xếp nhanh. Đây, trắng đây. Rồi tôi đã hoàn thành được mặt trắng với điều kiện là xung quanh phải đúng hết. Sau khi chúng ta đã xếp được mặt trắng xong rồi, chúng ta sẽ chuyển sang xếp cái mặt màu xanh da quang nè, hay gọi là màu vàng ở trên đây. Thì để xếp được cái mặt màu vàng này lên trên thì chúng ta có rất là nhiều cách. Ở đây tôi dùng một công thức hết sức là đơn giản, hết sức là đơn giản. Đây chúng ta có thể nhìn ở trên màn hình R F F. Bây giờ tôi sẽ dùng cho các bạn xem. Nhớ là để mặt trắng ở dưới nha. Chúng ta dùng công thức này cho khi nào cái mặt vàng nó lên trên đây. Rồi R F. Chúng ta tiếp tục dùng R F. Đây mặt vàng nó lên. Chúng ta không di chuyển cái Rubik mà chúng ta giữ cái mặt ở dưới. Chúng ta giữ mặt dưới, chúng ta xoay ngang cạnh bên. Thì ở đây màu vàng nằm ở đây, chúng ta sẽ thực hiện 4 lần như thế. R F, hay mình gọi là lên qua xuống lại, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại. Đây mặt vàng đã lên trên, chúng ta tiếp tục giữ Rubik xoay mặt này. Chúng ta dùng công thức này 2 lần nữa, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại. Đây đã được 3 nút, còn nút này tiếp tục thực hiện 4 lần, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại, lên qua xuống lại. Đây tất cả các mặt vàng lên đây, còn mặt trắng ở dưới không thay đổi. Nhưng xung quanh chưa đúng, vẫn còn một số nút sai. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái mặt vàng lên trên ha. Cái cạnh nào đúng rồi chúng ta đưa phía sau lưng. Chúng ta dùng cái công thức ở trên màn hình. Tôi sẽ chỉnh cho các bạn dễ xem. Đây, công thức này. Nhớ ha, mặt vàng lên trên, hai mặt nào giống nhau chúng ta để phía sau lưng. Rồi chúng ta chuẩn thức nè. R phẩy F R phẩy
D hai cái, R F phẩy, R phẩy, B hai cái, R hai cái. Đây, chúng ta đã hoàn thành. À, rất đơn giản, chỉ cần hai công thức chúng ta đã ra. À, công thức đầu tiên đó là R F F, hay mình còn gọi là lên qua xuống lại. À, công thức này dùng để tạo cái mặt màu vàng. À, tạo cái mặt màu vàng ở trên. Nếu mặt màu vàng nó nằm ở đây, nếu cái nút này mặt màu vàng nằm đây thì chúng ta thực hiện hai lần công thức này. Còn nếu mặt màu vàng nằm phía bên tay phải thì chúng ta thực hiện 4 lần. Sau khi chúng ta đưa hết tất cả mặt vàng lên trên rồi thì chúng ta dùng công thức thứ hai này. Đấy. À, cái công thức thứ hai này là để đảo các nút này về đúng vị trí. Chúng ta cứ thực hiện nó sẽ tự động đúng, chúng ta không cần lo gì cả. Sau khi chúng ta thực hiện xong công thức này, đúng công thức này thì cái bộ biết chúng ta sẽ hoàn thành rất đơn giản. Chỉ có những bạn nào mới biết chơi, mới tập chơi Rubik thì chúng ta đều có thể chơi được cái cục Rubik 22 này theo cách cực kỳ đơn giản, theo công thức cơ bản, thức cơ bản nhất của cách xếp Rubik. Chúc các bạn thành công.